bên này bận quá, cho bận như là không hướng dẫn được cái gì cho các bạn, thì bữa nay cũng sẽ tranh thủ hướng dẫn các bạn một cái liên khay. Nhưng lúc mà người ta ngủ rồi thì mình hướng dẫn liên khay, thì cái tay mình đang che đồ dơ sao đừng có để ý. Thì cái liên khay này sẽ giúp cho combo của bạn nó lạ hơn, nó độc đáo hơn, nó ngộ nghĩnh, đáng yêu hơn. Đó thì trình những bạn mà mới chơi, mới tập chơi trò này thì chưa có vốn liên khay nhiều, chưa biết làm sao cho được, má làm sao cho được cũng khó, đã lạ lạ giống như mấy anh chơi, thì có thể tham khảo qua cái clip này của mình. Và nếu mà xem thấy hay thì có thể like và subscribe kênh của mình để mà ủng hộ, cũng như là sau này sẽ theo dõi được những cái clip mới của mình nó dễ dàng và nó tiện lợi hơn. Và cái liên khay hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó, thì cái liên khay nó sẽ có dạng như này. Đó. Đó. Đầu tiên, mới đầu vô cái liên khay chúng ta sẽ bắt đầu bằng chạc. Chạc nó sẽ như này. Đó, đây là chạc. Và chúng ta thường là làm ở tay ngang như này. Nhưng mà lần này chúng ta cố gắng làm ở cái tay ngửa. Và chúng ta chỉ lấy một đoạn ngắn thôi. Đoạn ngắn lên như này. Và chuyển nó qua đây liền. Mình sẽ làm kỹ cái đoạn này. Lên qua đây. Đó. Lên qua đây. Đó. Và sau khi mà qua đây rồi thì chúng ta sẽ làm một cái động tác, đó là chúng ta sẽ bắt chéo hai ngón này theo cái chiều như này, hay chiều kim đồng hồ. Bắt cái ngón cái vào đây và đẩy cái bút lên đây, lên hai ngón này kẹp lại. Làm nhanh nó sẽ như này. Đó, như này. Đó, thì cái này đó là cái điểm ăn tiền của cái liên khay này, chứ mà bạn bỏ ra thì nó cũng như là cái liên khay bình thường thôi, nhưng nên là cố gắng mà làm cho được cái đoạn đó. Thì mình nghĩ là nó cũng không có khó lắm. Bạn nào mà cứng tay rồi thì tập tại một buổi là xong. Bạn nào mà mới chơi chưa lâu thì có thể là một tuần hoặc là 5-6 ngày gì đó thì sẽ làm được cái đoạn này. Sau khi mà qua được tới đây rồi, chúng ta sẽ làm một cái chiếc, đó là back. Back nó sẽ back như này. Đây là middle back, tức là back qua ngón cái. Cái lộn, back qua ngón, chạy qua ngón giữa. À, đó, đi như này. Bậy quá, này mà ngón cái gì. Đó thì đi như này. Thì cái chiếc này mình sẽ để qua, mình sẽ để cái link hướng dẫn ở cái phần mô tả clip. Thì mấy ông nội YouTube chơi kỳ quá, chơi kỳ không có cho để cái link hướng dẫn cho cái clip xung quanh đây nữa. Mà bây giờ thì mình sẽ để cái link hướng dẫn toàn bộ những cái chiếc trong cái liên khay này ở dưới phần mô tả clip. Thì bạn chịu khó kéo xuống một tí thì sẽ thấy. Đó thì back nó sẽ như này. Mình sẽ làm thật là chậm để mà các bạn có thể copy theo. Đó, như này. Đó. Làm lại từ đầu, nó sẽ đi như này. Lên đây. Lên đây, back qua. Sau khi qua đây rồi, chúng ta sẽ làm một cái chiếc, đó là shadow. Shadow nó sẽ đi như này. Shadow thực ra nó là nguyên bản nó như này, nhưng mà lần này mình muốn các bạn shadow một cái, rồi các bạn chụp bằng cái hai ngón này. Đó, bạn shadow mà các bạn chụp qua đây. Sau đó bạn sẽ gọi là cái này, cái động tác này thực chất nó là thumb flap jab reverse, nhưng mà các bạn shadow qua thì các bạn bỏ cái phần thumb flap đi, thì các bạn còn lại cái fingerless thumb round reverse. À, mình sử dụng thực tử hơi nhiều, nên là các bạn nếu mà không có hiểu được, không có biết được tên, không có biết được dạng chiếc thì có thể nhìn cái tay mình làm theo thôi, chứ không có nhất thiết là phải đồ thâm láp cái thâm liếc gì đó. Thì các bạn nhìn tay của mình đó, mình qua đây, sau đó mình qua đây đó cho các bạn dễ hiểu. Qua đây, qua đây. Sau khi qua đây rồi thì chúng ta sẽ làm một cái chiếc, đó là back fold. Back fold thì cái này nó tương đối là nó hơi căng đối với mấy bạn mới chơi. Nhất là mấy bạn mà chưa làm được back, mà bây giờ mình chơi back turn vô thì nó hơi căng, nó hơi khó đó. Thì nó sẽ như này, back turn nó sẽ đi như này. Đó, thì như hồi nãy mình dùng một cái chiếc, đó là mid back. Thì chúng ta ngoài mid back ra, chúng ta sẽ có là index back, đó như này, và ring back thì như này, ring back, và pinky back là ngón út, đó như này. Thì ghép toàn bộ lại chúng ta sẽ được back fold. Đó như này. Và từ đầu tới cuối của liên khay nó sẽ có dạng như sau. Đó, qua đây, qua đây. Back fold qua. Đó, vậy chúng ta đã làm được cái liên khay. Thì ghép lên combo nó sẽ kiểu như này. Đó. Back fold qua. Sau đó quay một cái gì đó. Đó. Và kết thúc combo. Lỡ gớt rồi, nên thôi kệ đi. Thì nếu mà thấy hay thì có thể like và share clip để mà ủng hộ mình. Nhớ subscribe nha.